nằm im vậy. Bắt luôn. Bắt luôn cá rồi các bạn. Cho vào đi, cho vào đi. À, ăn cả bóng này. Một em. Con đầu tiên. Cá bóng gì to vậy? Xô đâu xô. Ui. Gì đây? Con gì đi? Bạn bà tay rồi chưa? To vậy. Đã chưa? Cá bống nhá, sông Thu Bồn nhá. Ai bảo sao? Bảo sao lại không phê? Ui này các bác nhìn cá bống này. Ui xuống. Xuống đây, bắt lên cho các bác xem. Màu đẹp thế. Ui con này khỏe chưa? Ui mai hai bạn kia tha hồ mà xem. Rồi. Đẹp nhỉ? Ui, nhìn cái bóng này. Bằng hai ngón tay các bạn. To nhỉ? Quá đỉnh luôn đấy. Rồi. Còn này đến tiếp tục. Xin chào tất cả các bạn. Hai vợ chồng tôi chuẩn bị đi kiếm cơm các bạn. Vợ tôi vừa làm những cái vợt này, đi câu cá, vợt cá bắt tôm ạ. Thì ra bắt tôm. Hôm nay cho bà đi làm chân sách giỏ. Sách giỏ có gì nữa không? Hết rồi hay không? Cầm mấy chưa? Hả? Rồi cầm rồi. Đi rồi. Hai bạn nhỏ ngủ tí rồi, tranh thủ chiêu tí. Đấy, hai vợ chồng tôi ra đến bờ sông các bạn. Cái bờ sông này thì gần nhà tôi. Đi bộ 1 phút là ra đến nơi. Đi cẩn thận nhá. Đấy, hôm nay không biết là có cái gì không. Mọi hôm tôi ra đây câu là nhiều tôm lắm. Ủa, mọi người vứt cái gì đây? Nước này á chảy cá này. Bọn đấy vớt phát ăn ngay. Chỗ này rất nhiều tôm. Em soi nhá, soi anh vớt nhá. Đây này. Đây quay. Nhiều lắm. Đây này. Ôi giời, nó trôi lệch phành luôn. Trôi nổi đúng không? Đây này. Đâu, em nào? Đấy, có con cá này. Ui, cái tôm càng kìa. Nhìn không? Nhiều không? Nhiều lắm. Đấy, vừa thấy trôi. Đấy, đây. Cá. Đang muốn bắt tôm chứ. Ui, cá bống này. Ui, nhanh thế. Ui, nhiều lắm. Đây, quay. Các bạn nhìn tôm. Rồi những gốc đá nhiều lắm. Đấy, tôm to. Đấy, tôm ấy. Để xuống. Đây này. Này nước bây giờ tầm này nó vẫn đang cao quá. Chỗ này nó nhiều đá, khó bắt. Đây này, con cá này. Cá bống này, nhìn không? Nhìn cá bống không? Cái này. Để ở đây nhá, để đây anh đuổi nó nhá, nó chạy nhá. Lại có con tôm bơi vào đấy rồi. Không biết sao. Sao nó nằm im vậy? Bắt luôn. Bắt luôn cá rồi các bạn. Cho vào đi, à, ăn cá bống này. Một em. Con đầu tiên. Cá bống gì to vậy? Xô đâu xô. Xô đây. Bắt tay luôn nhá, không cần vợt. Có chiến tích rồi. Đây bọn tôi mang cả nước đi. Đây trên này có cái bãi nhậu. Đây là một cái thuyền các bạn. Đây. Đây ông chú hay lên đây à? Trên kia kìa, có một cái thuyền nữa kìa. Đấy, mang cả hướng dương đấy. Có ghế biết. Rồi, đáng rồi, cầm thêm cái thảm. Ôi giời ơi. Ngủ luôn đây. Đây. Lấy nước. múc ít nước nhá, múc ít nước đó, phải sống nó, xong tiếp tục hai vợ chồng thôi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hai con nó đi ngủ rồi. Các bác nhìn cá bống này, ui con này nuôi được luôn, khỏe lắm. Bống căng bang các bạn. Đấy, một em cá bống, ui nhìn đẹp nhau. Hôm qua anh nhìn thấy một con gấp 3 lần con này. Cũng cá bống luôn. Cá bống nó như này luôn, sọc sọc vằn vằn này. Mọi hôm một câu là mấy ông này phá mồi lắm ấy này. Gì hả? Một em nhá, nằm im đấy. Tôi đi bắt tiếp nha con nhá. Tiếp tục. Này khai trương cái vợt xem nào. Ăn thua không nhá. Tiếp tục. Chỗ này nó nhiều đá nên là đây này. Con tôm này. Tôm cá này. Nó vướng vợt ấy quá. Nó vướng cái dây này quá. Em nhưng mà xa lắm. Anh không bước cũng được đâu. Cởi dây ra. Bỏ dây à? Ừ, cầm anh. Cởi dây ra tí. Nó xuống tí nữa lại. Khô chân lại. Lại đi dây. Chịu mà. Úi, mạnh lắm. Đây này, hai con này. Bây giờ nhá. Vào luôn, lên. Hai con. Quay. Bỏ giấy lên trên kia đi. Rồi. Cho các bác xem. Đây. Đâu rồi, đèn pin anh đâu rồi? Đây. Ôi, tôm to chưa. Con này gọi là đặc sản luôn. Các bác nhìn này, trứng này. Tôm trứng luôn nhá. Đây là sông tôm sông Thu Bồn nữa các bác nhá. À, tóm. To chưa? Con này là tép. Còn một con nữa. Nó nhảy trên tóc. Còn con nữa, đây. Một con nữa. Ok, tiếp tục. Kiếm tiếp. Hôm nay có vợ đi cùng một khác. Triển khai nó dễ. Hôm qua đi mình nói hoa đấy. Này có một con này. Ừ. Bây giờ mình cũng bắt con to trước. Nhiều lắm rồi đấy, ở bên góc bên này. Cá bống anh ơi, to lắm này. Ui. Mày không thoát được đâu. Bỗng à. Úi giời ơi, con này to thế. Giời ơi. Lại chui vào đấy. Còn con hôm qua luôn. Ui giời ơi. To chưa? Coi nhìn cá bấu không? Ui. Úi gì đây, con gì đi, bạn bà tay rồi chưa? To vậy. Đã chưa, cá bống nhá, sông Thu Bồn nhá. Này bảo sao lại không phê. Ui này các bác nhìn cá bống này, ui xuống đây bắt lên cho các bác xem, màu đẹp thế. Ui con này khỏe chưa? Ui mai hai bạn kia tha hồ mà xem. Trời đẹp nhỉ. Uầy, nhìn cái bóng này bằng hai ngón tay quá. To rồi. Quá đỉnh luôn đấy. Trời. Còn này đến tiếp tục. Có cái vợt ác thật. Chiến luôn. Tiếp tục đi mày. Xem nào. Cá. Đây mới là có mỗi ở góc này thôi đấy. Chưa đến đoạn câu. Đến đoạn câu kẹo rồi cả. Tí nữa bắt cá chán rồi bắt đầu chuyển sang câu mồi chơi. Giờ ra còn đang hăng. Đi soi bắt cá đã. Này mấy ông cá con này. Thôi bọn leo ngao không phải bắt luôn. Cái chỗ này ruột con tôm to. Quả vợt này hơi ác nhỉ. Chiến luôn. Đều đều. Tôm à? Nhìn tôm chưa? Ừ thấy rồi. To. Nhưng mà nó vướng này nên là phải lựa. Tìm cách bắt được nó. Mai làm cái vợt bé hơn nữa. Ừ. Bắt tôm. Bọn này nó sẽ nó ấy ngược đấy mọi người. Nó ngược đấy, nó nhảy ngược đấy. Phải có bài. Đuổi nó vào trong đấy. Ừ, đuổi thì nó sẽ chạy ngược đấy.